Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số tips để giúp cho máy tính của các bạn hoạt động nhanh hơn các bạn nhé. Đầu tiên ấy thì các bạn sẽ vào trong phần thuộc tính, nháy chuột phải vào trong phần ZPC, hoặc là các bạn có thể vào trong phần màn hình giao diện của X-Browser như mình này, sau đó vào phần thuộc tính. Sau đó các bạn sẽ chuyển qua phần Advanced, phần nâng cao này, phần nâng cao của hệ thống ấy. Sau đó các bạn chọn Yes để vào. Sau đó thì các bạn xem ở trong cái phần Advanced ấy. Đấy, đây là phần Advanced, là phần có nghĩa là phần nâng cao. Sau đó các bạn chuyển qua phần setting này, phần cài đặt này. Sau đó các bạn vào lại chuyển qua phần Advanced. Sau đó các bạn vào phần thay đổi này. Cái này phải thay đổi cái memory, cái bộ nhớ ảo. Sau đó các bạn bấm vào đây. Ở đây thì mặc định nó sẽ là tự động như này, thay đổi cái pack file. Thì các bạn sẽ bỏ dấu tích ở đây đi. Các bạn có thể chỉnh cái pack file, ví dụ như các bạn đang có RAM bao nhiêu thì các bạn có thể chỉnh là 1024, 2048. Nó tùy thuộc với các bạn là cái RAM của máy của các bạn đang dùng là cái RAM nó, và cái ứng dụng của các bạn là dùng là bao nhiêu. Đấy thì các bạn có thể setup vừa phải, ví dụ như RAM của các bạn đang dùng là 4GB hoặc là 8GB ấy, thì các bạn có thể setup là 1024 x 2048 được chưa? Hoặc là 4096, 2048 x 4096. Đấy, bộ nhớ maximum của bộ nhớ này chúng ta có thể tùy chọn. Đấy, để cho chế độ chạy chế độ Wi-Fi ấy. Đấy, còn trong trường hợp là các bạn có nhiều RAM, các bạn có thể chọn trong phần system này để các bạn có thể là set cho nó. Còn trong trường hợp là các bạn có RAM nhiều ấy, cái khuyến cáo của mình ấy thì các bạn nên để là no pick file, có nghĩa là không sử dụng chế độ bộ nhớ RAM trong hệ thống ổ cứng, có nghĩa là hệ số bộ nhớ RAM ảo. Đấy, có nghĩa là setup cái bộ nhớ RAM ảo này khi mà các bạn đang sử dụng, thì cái ứng dụng của chúng ta khi mà nó chạy đầy quá cái RAM thật thì nó sẽ chạy qua chế độ RAM ảo trong hệ thống, có nghĩa là trong cái ổ C này này. Đấy, ví dụ như các bạn đang chạy một cái ứng dụng là vượt qua 4GB RAM của hệ thống, ví dụ như máy của các bạn có 4GB RAM, vượt qua 4GB RAM của hệ thống thì máy vẫn có thể chạy được, nhưng mà nó sẽ chậm hơn bởi vì nó phân dữ liệu qua ổ cứng các bạn nhá. Có nghĩa là qua ổ C này này. Đấy, thì khi mà các bạn để chế độ tự động này thì nó sẽ tự động phân phối RAM vào trong cái ổ C, ví dụ như các bạn có RAM 4GB nhưng mà các bạn vẫn có thể chạy được những cái ứng dụng lên đến tận 20GB. Được chưa? Nhưng mà các bạn chạy nó rất là chậm, lúc đấy các bạn sẽ thấy ổ cứng của chúng ta tự dưng nó bị hao hụt đi đâu, tự dưng cái ổ cứng ổ C của chúng ta lại tại sao nó lại đầy lên và dung lượng nó lại ít đi. Đấy, là nó đang chạy ứng dụng qua cái chế độ ổ C này nhưng mà nó chạy rất là chậm, được chưa? Đấy. Còn trong trường hợp là các bạn có RAM nhiều thì các bạn có thể chọn custom để các bạn có thể in tồn cái RAM ảo. Đấy, ví dụ như khi mà vượt quá ngưỡng bao nhiêu, ví dụ như RAM của các bạn vượt quá ngưỡng bao nhiêu ấy thì các bạn có thể chọn. Đấy. Còn trong trường hợp là các bạn có nhiều RAM và những cái ứng dụng của bạn dùng không hết cái RAM thật của chúng ta thì các bạn nên để no pack file, thì máy tính của chúng ta nhanh hơn rất là nhiều so với bình thường các bạn nhá. Đấy, ví dụ như thường mình làm việc với những cái phần mềm làm đồ họa ấy, thì cái bộ nhớ RAM của mình 32GB thì không tận dụng hết được cái bộ nhớ RAM của hệ thống là lên đến tận 32GB các bạn ạ. Thì thao mình có thể làm edit video hoặc là mình chỉnh sửa cắt ghép ảnh hay là nhiều tấm ảnh ấy thì nó không vượt quá cái RAM 32GB thì mình để no pack file luôn, được chưa? Đó, cho nên ấy, khi mà các bạn build máy tính ấy thì các bạn sẽ ưu tiên là chọn nhiều RAM càng tốt, để mà các bạn khi mà các bạn chạy RAM ấy thì các bạn có thể là chạy cái no pick file này đấy, để chạy những cái ứng dụng hoàn toàn trên RAM luôn, nó không chạy ở trên hệ thống máy. Lúc đấy thì máy tính của chúng ta hoạt động sẽ nhanh hơn, mở ứng dụng nó sẽ nhanh hơn các bạn nhé. Mở ứng dụng cũng như là những cái phần mềm cần thiết ấy, khi mà các bạn mở ra thì nó lập tức là nó sẽ chạy, nó sẽ nhanh hơn, nó không phải chế vì nó chạy ở trên cái RAM hệ thống các bạn nhé. Đấy, có nghĩa là bộ nhớ ảo ấy đó. Đây là một điều lưu ý. Còn đối với trường hợp là các bạn chạy những cái ứng dụng mà thấp ấy thì các bạn những cái RAM tầm khoảng 8GB, 4GB thì các bạn không nguyên khuyến cáo là các bạn không nên chọn no pick file. Thậm chí là 16GB mình cũng không dám chọn no pick file, bởi vì chạy những cái ứng dụng nặng ấy thì nó sẽ bị văng ra. Đấy, có nghĩa là nó đầy khỏi cái RAM, ví dụ như đầy khỏi bộ nhớ 32GB hoặc là bộ nhớ 4GB ấy thì nó sẽ bị văng ứng dụng ra, hoặc là nó sẽ bị treo ứng dụng. Các bạn hiểu chưa? Đấy, khi mà nó tràn RAM thì nó sẽ bị treo và nó sẽ văng ra, nó sẽ đẩy ứng dụng ra, nó sẽ đóng ứng dụng tự động đi. Được chưa? Nó lỗi hệ thống thì no pick file này nó không thể, nó rất là khó chịu, được chưa? Cho nên là chỉ áp dụng cho các bạn là có nhiều RAM thì các bạn mới có thể, ví dụ như 32GB RAM mình không thể tận dụng hết 32GB RAM, mình sẽ phải chọn no pick file. Mình chỉ nhiều nhất mình chỉ 10 mấy 20GB RAM là nhiều rồi, phải không? Đấy, đa số trung bình là mình tầm khoảng dưới 10GB RAM dùng ấy thì mình có thể chọn no pick file. Được chưa? Đó, chọn ok. Đấy, đây là cái tip thứ nhất để các bạn cho máy của chúng ta chạy nhanh hơn. Và tip thứ hai là các bạn vào trong cái phần này này để cái xóa. Đây, trong cái phần thư mục này này, mình sẽ để cái tên ở dưới phần description video, cái tên đây. Đấy, sau đó các bạn xóa hết những cái thành phần ở đây đi. Đấy, xóa hết những cái thành phần ở đây. Đây là thư mục rác để tối ưu cho máy, được chưa? Tiếp theo nữa là các bạn xóa một cái thành phần nữa, các bạn đặt ở đây là phần trăm TEMP lại phần trăm.
được chưa? Thì ở trong này là những cái thư mục rác này đấy, cho các bạn xóa nó đi. Đấy là tối ưu bằng cách là chúng ta xóa rác đi, được chưa? Đấy rồi, sau đó tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển qua, sau đó các bạn vào lại nhấn vào phần thuộc tính này, vào trong phần equalizer này, vào phần thuộc tính này, sau đó các bạn các bạn vào ổ C các bạn nhá, vào trong phần thuộc tính này, sau đó các bạn vào trong phần disk cleanup này đấy, sau đó để nó chạy ra một tí, sau đó các bạn tích vào đây hết để các bạn xóa hết những cái dữ liệu thừa mà Windows tạo ra, sau đó các bạn nhấn OK, sau đó các bạn nhấn delete file, các bạn chờ một lúc, được chưa? Tùy từng cái máy tính này thì cái chế độ xóa này nó sẽ nhanh hay chậm khác nhau, thì nó sẽ xóa toàn bộ hệ thống, được chưa? Chọn yes đó, đấy bạn chờ một lúc này nó sẽ chạy luôn đó. Đây OK, trong trường hợp là các bạn có thể vào phần system file nâng cao này, xem nó có những cái phần thông tin file nâng cao này nào nữa không. Ví dụ như cái file Windows Update Cleanup đây. Đấy. Đây. Thì ở đây có một cái file update dung lượng nó rất cao, file của nó lên đến 5,13GB đi. Đấy. Có những file intro này, những cái file không cần thiết thì các bạn có thể bấm nút tích và xóa đi. Đấy, chọn OK. Đấy. Khi mà chạy, để cho nó chạy xong như vậy thì các bạn bấm vào phần tool này. Phần tool sau đó các bạn sẽ bấm vào trong phần up thêm 2 này, là phần để chúng ta có thể là tối ưu hóa ổ cứng. Ví dụ như ổ C của bạn đang sử dụng những cái ổ cứng HDD, ổ cứng cơ ấy, thì bạn bấm optimize này để chúng ta tối ưu, được chưa? Đấy, những cái ổ cứng này bạn có thể chọn tối ưu này, bạn thấy chưa? Đấy, optimize này, đấy đấy, để các bạn tối ưu hóa ổ cứng. Trong trường hợp là những cái ổ cứng mà các bạn bị phân mảnh do ổ cứng HDD ấy, thì các bạn có thể tối ưu máy tính của chúng ta sẽ chạy nhanh hơn. Đấy, khi mà chạy xong như này thì các bạn sẽ thấy 32 đây, nó sẽ chống nhiều hơn. Đấy, nó đang xóa những cái file thành phần đi này. Đấy. Và tiếp theo nữa là các bạn có thể chú ý cho mình, đó chính là cái phần khởi động Windows. Các bạn vào phần Task Manager này. Để mình sẽ tắt cái này đi để nó không thông báo nữa. Vào trong phần Task Manager này. Thì trong phần Task này ấy, thì các bạn sẽ chuyển qua phần khởi động Windows, được chưa? Trong phần khởi động Windows này ấy, các bạn sẽ để máy tính của chúng ta sẽ chạy nhanh hơn, là chúng ta tắt những cái chương trình mà chúng ta không cần thiết để khởi động cùng Windows. Đấy, ví dụ như những cái chương trình nào không cần thiết để khởi động cùng Windows thì các bạn có thể tắt đi. Khi mà các bạn tắt đi thì các bạn nhấn vào chuột phải vào, các bạn chọn phần disable, được chưa? Đấy, khi mà chọn disable ấy, thì nó là không cho chương trình này chạy khởi động cùng Windows, có nghĩa là khi mà máy tính của chúng ta bật khởi động lên ấy, được chưa? Khi mà máy tính của chúng ta bật khởi động lên ấy thì những cái ứng dụng này nó sẽ khởi động cùng Windows luôn. Đấy, ví dụ như những cái ứng dụng mà không cần thiết, ví dụ như ứng dụng cần thiết của mình để UniKey ấy, để nó chạy khởi động cùng Windows thì mình để UniKey chạy khởi động cùng Windows. Zalo mình không muốn chạy khởi động cùng Windows thì mình tắt đi, được chưa? Mình nhấn disable đi. Đấy, khi mà tắt đi, khi mà mở máy lên, cái ứng dụng Zalo nó sẽ không khởi động cùng Windows luôn, được chưa? Thì chỉ khi mà các bạn bấm vào Zalo chọn ứng dụng mà mở thì ứng dụng này nó mới được khởi động lên, được chưa? Đấy, hoặc là những cái ứng dụng liên quan đến những cái ứng dụng CC Cleaner này chẳng hạn, ứng dụng Microsoft OneDrive chẳng hạn. Đấy, mình không muốn nó khởi động lên, mình nhấn disable lên, tắt đi. Đấy, khi mà chạy lên ấy thì nó sẽ không hiển thị ở đấy, ví dụ như Microsoft nhỉ. Đây Microsoft mà mình xóa nó đi rồi. Đấy. Đây OneDrive đây này. Đấy, nhưng mà mình xóa nó đi rồi. Đấy, khi mà xóa nó đi thì để cho nó không khởi động với những ứng dụng FXSound thì mình cũng để disable lên để khi mà khởi động lên máy tính hoạt động nhanh hơn các bạn nhá, khởi động nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Đó là mình chia sẻ với các bạn tip. Và tiếp theo nữa là mình sẽ nhấn một câu lệnh nữa, đó chính là cái câu lệnh này nó sẽ giúp cho chúng ta cái việc là cái nhân CPU xử lý để khởi động lại nhanh hơn các bạn nhá. Ở đây thì mình sẽ nhấn cụm từ, đó chính là msc config các bạn nhé, msc config này. Đấy thì nó sẽ ra cái công cụ, đó chính là ms config. Đây thì nó sẽ ra cái công cụ này, được chưa? Thì ở công cụ này ấy, thì nó sẽ có chế độ boot này, thì các bạn vào chuyển qua chế độ boot và advanced option này. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ tích vào trong mặc định ấy, thì nó sẽ bỏ dấu tích đi như này. Thì các bạn muốn chạy được thì các bạn trong bấm vào cái phần dấu tích này này, sau đó ở đây thì 1 đến 4 thì các bạn bấm vào đây và các bạn chọn
chọn 4 CPU. Ví dụ như ở máy tính của các bạn đang có bao nhiêu CPU ấy thì các bạn sẽ chọn tối đa. Được chưa? Đấy. Tối đa để cho nó CPU nó hoạt động. Đấy, để cho nó chạy tối đa 4 CPU. Được chưa? Đấy, các bạn phải chọn đúng 4 CPU. Nếu mà các bạn chỉ chọn 2 thôi, khi mà khởi động lên ấy, máy tính của chúng ta chỉ có 2 nhân thôi các bạn nhá. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Ở trong cái phần CPU này này thì nó đang có 4 nhân. Khi mà mở lên ấy thì nó khi mà khởi động lại thì nó sẽ chỉ có 2 nhân thôi nếu các bạn chọn 2. Thì ở đây tối đa thì các bạn để cho nó 4 thì nó hiện tối đa, không thì các bạn để mặc định thì nó vẫn ra, nhưng mà ở đây mình sẽ để 4 các bạn nhá. Sau đó chọn upgrade này, chọn đồng ý này. Ở đây có những cái ứng dụng khởi động cùng Windows và ứng dụng Facebook này. Đấy, quan trọng nhất là cái chỗ này chọn ok. Sau đó các bạn tiến hành khởi động lại. Đấy. Và một phần nữa đó chính là các bạn sử dụng những cái phần mềm quét dọn rác này, mình thấy là cái phần mềm này rất là hay, phần mềm CC Cleaner này. Đấy. Phần mềm này nó sẽ giúp cho, ví dụ ở đây các bạn sẽ để mặc định nhá. Ví dụ như ở đây có những cái ứng dụng, ví dụ như mật khẩu hay là cookie trình duyệt các bạn không muốn nó để hiển thị ấy thì các bạn có thể bỏ tích đi nó đi. Còn các bạn muốn xóa hết thì các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào phân tích dữ liệu. Phân tích xong thì các bạn chọn phần Run Cleaner này để các bạn xóa những cái phần rác, phần thông tin hệ thống đi. Đấy, ví dụ như ở đây có những cái thông tin ứng dụng của trình duyệt đấy. Đấy, ví dụ trình duyệt Chrome này nó đang chạy ẩn thì các bạn xóa nó đi. Đấy, đóng đi. Thì nó sẽ phân tích ra là có 389 MB thì nó sẽ bị xóa đi. Đấy thì các bạn bấm vào Run Cleanup này thì nó xóa đi, nó sẽ nhẹ máy hơn. Và những cái thông tin của dữ liệu trình duyệt ấy nó sẽ mất đi, kể cả cookie. Ví dụ như những cái trường hợp là các bạn lưu những cái cookie của trình duyệt thì nó có thể bị mất đi và các bạn sẽ phải đăng nhập lại. Ví dụ như các bạn vào những cái ứng dụng như Facebook hoặc là vào những cái ứng dụng Gmail hoặc là những cái một số ứng dụng khác, nền tảng khác, ví dụ như vào thì nó có thể bị mất đi. Đấy, ví dụ như có một số trang thương mại điện tử khi bạn chạy những cái chương trình này ấy, thì vô tình xóa cookie đi thì khi bạn đăng nhập lại thì bạn sẽ phải đăng nhập lại và điền mật khẩu cũng như username vào để cho máy chúng ta có thể chạy tiếp được. Đó. Thì khi mà chạy xong như này thì máy chúng ta sẽ nhẹ hơn một chút. Đấy, đây là phần mềm CC Cleaner. Đấy. Và một điều nữa đó chính là các bạn hãy sử dụng những cái phần mềm bảo vệ hệ thống. Ví dụ những cái có nhiều bạn ấy sử dụng những cái ứng dụng hay những cái phần mềm liên quan đến bảo vệ hệ thống, ví dụ như phần mềm Kaspersky Internet Security hoặc là những cái phần mềm BKV hoặc là những cái phần mềm Orbit hoặc là những cái phần mềm Norton. Đấy, gì đấy? Đấy rất là nhiều, của Avira là gì đấy, nhưng mà phần mềm sử dụng nhiều nhất mình thấy là phần mềm Kaspersky và phần mềm BKV hoặc là phần mềm một số phần mềm khác nữa thì sử dụng rất là nhiều. Thì các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm này để bảo vệ hệ thống đối với trường hợp là các bạn mà liên quan đến những cái trường hợp là các bạn hay vào mạng internet nhiều ấy. Đấy, thì các bạn sử dụng những cái phần mềm này để tránh những cái website giả mạo. Thực ra bây giờ có những cái website giả mạo ấy. Thực ra ở trên hệ thống Windows 10 hay là 11 gì đấy thì nó có một cái trình duyệt cái ứng dụng Windows Defender rất là mạnh, nhưng mà khi mà vào ứng dụng đi Windows Defender ấy, khi mà vào những cái trang web mà nó có chứa mã độc ấy thì những cái phần Windows Defender nó không thể phát hiện ra được là cái website đấy có lá chắn, có nghĩa là có cái tường bảo vệ cũng như là lá chắn nó không được tối ưu hay không, và những cái lá chắn đấy nó có thể thu thập dữ liệu hoặc là những ảnh hưởng đến cái hệ thống máy tính của chúng ta. Đấy, có những cái lá chắn như vậy, nhưng mà khi mà có phần mềm lá chắn như vậy nhưng mà Windows Defender nó không thể phát hiện được các bạn nhé. Đấy, cho nên là các bạn cần phải chú ý. Ví dụ như khi mà các bạn có những cái phần mềm bảo vệ ấy, khi mà vào những cái website liên quan đến những cái website giả mạo ấy thì chúng ta sẽ có những cái lá chắn này nó bảo vệ luôn các bạn nhé. Đấy. Ví dụ như là mình đang thử ví dụ nha. Ví dụ như là đấy, mình sẽ thử vào một số trang để các bạn coi này, xem cái lá chắn này nó bảo vệ như nào. Đây, các bạn thấy chưa, nó sẽ có lá chắn này, có truy cập độc hại, các bạn thấy chưa, từ cái trang này có một cái lá chắn nó ứng dụng này phát hiện là cái website này lừa đảo đấy, có virus. Khi mà các bạn vào cái trang web này có thể là các bạn sẽ bị thu thập thông tin, được chưa. Đấy, bình thường các bạn không có phần mềm diệt virus ấy, khi mà các bạn vào những cái trang như này ấy, thì Windows Defender nó đôi lúc nó phát hiện được nhưng mà đôi lúc nó không phát hiện được, bởi vì nó không có lá chắn tường lửa cũng như là lá chắn thứ nhiều cấp, được chưa, để phát hiện ra được cái website này có là website chống lừa đảo hay không.
Vào đấy thì nó có thể bị thu thập thông tin người dùng, được chưa? Đó. Cho nên là các bạn cần chú ý là nó nguy hiểm như nào, được chưa? Đấy, có những cái website ở đây thì các bạn có thể thấy là có những cái website nó lại không bị, được chưa? Đấy, mà thấy chưa? Đó. Cái website này nó không cho truy cập luôn các bạn ạ. Cái website này nó không cho truy cập luôn, nó không cho truy cập vào luôn. Có những cái website nó cho truy cập vào rồi, nó chỉ bị chặn những cái quảng cáo mà nó liên quan mang tính lừa đảo. Được chưa? Nhưng mà cái website này nó chặn thẳng luôn, là website này có thể nó chứa mã độc. Được chưa? Đấy, và phải lưu ý, nó hay là hay ở mức đấy. Đó. Đây, website này nó cũng chặn lừa đảo luôn, các bạn thấy chưa? Đấy. Đây, những cái trang website này liên quan đến 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 những cái website token token này này của nước ngoài đấy, mình cũng chưa rõ là những cái website này ở đâu đấy, ở đây những cái website nào tin tưởng đấy, mấy cái này nó báo là có thể tin tưởng được đấy, đây này nó, nhưng mà khi mà vào thì nó phát hiện ra là có thể thu thập được thông tin, các bạn thấy chưa? Đấy, nó hữu hiệu như này, cho nên là các bạn cần cài BKV cũng như là Cap Account Internet Security, được chưa? Đấy, có những website nó giả mạo như vậy. Bây giờ lừa đảo trên mạng rất là nhiều các bạn nhá. Cho nên là các bạn cần phải biết bảo mật thông tin, an toàn thông tin các bạn nhá. Đấy, có video mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái phần an toàn thông tin mạng, dữ liệu người dùng cũng như là tránh gặp phải những cái tình trạng mà liên quan đến lừa đảo. Để các bạn chống bảo mật cũng như là các thứ. Ở đây này các bạn thấy này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, loạt website này khi vô tình vào như này. Bình thường các bạn không có phần mềm này, các bạn vẫn vào được vào được bình thường các bạn nhá. Đấy, vẫn vào được bình thường. Các bạn bởi vì thiết bị của các bạn chúng là không có chống bảo mật đấy, thì các bạn nhất là những cái thiết bị điện thoại này, nhiều bạn chủ quan các bạn không có cái chế độ bảo mật tốt đấy, thì các bạn vào các bạn rất là dễ bị thu thập thông tin dữ liệu người dùng các bạn nhé. Đấy đó, cho nên là những cái dữ liệu đấy khi mà xâm nhập vào máy tính của chúng ta, nhất là những cái máy tính mà các bạn không được bảo vệ ấy, không có phần những cái phần mềm này ấy, thì khi mà nó đã xâm nhập vào máy thì nó làm cho máy của nó bị chậm và chạy ngầm các thứ ấy. Đấy, cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình các bạn nhé. Đấy đó, cho nên là các bạn có những phần mềm này, đây là những cái lời khuyên cho mình là cho các bạn này, để các bạn rõ hơn các bạn nhá. Đấy, để giúp cho máy người ta hoạt động tốt hơn các bạn nhá. Đó, đây là những lời khuyên của mình, và để giúp cho máy người ta hoạt động nó trơn tru và nó sẽ nhanh hơn các bạn nhá. Đấy, à mà điều nữa là các bạn, điều cuối cùng là các bạn xóa những cái ứng dụng không cần thiết đi và không hay dùng đi. Đấy, ví dụ lâu lâu các bạn chỉ dùng một thời gian thì các bạn có thể xóa nó đi. Đấy, các bạn cảm thấy là những cái ứng dụng nào không cần thiết thì các bạn có thể xóa và remove nó đi để giúp cho máy tính của chúng ta hoạt động nó sẽ nhanh hơn và trơn tru hơn đấy, mà nó đỡ gặp phải những cái vấn đề mà nó gặp trục trặc đấy. Còn một điều nữa là ở trong cái phần phần các bạn phải mở ở trong cái phần phần file option này lên này, bấm hiển thị những cái file ẩn và folder ẩn này, thì các bạn sẽ thấy được một cái mục, đó chính là cái mục ví dụ như đây chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy trong một cái mục app data này đấy, sau đấy app data mục này này, app data thì toàn bộ những cái dữ liệu người dùng, những cái dữ liệu ứng dụng đấy, nó sẽ ở đây cái mục app data, nó có thể có chứa cookie ở đây đấy. Được chưa? Ví dụ như ở trong phần các bạn xóa hết những cái này đi thì ứng dụng của ta sẽ quay trở lại về mặc định, hoặc là các bạn xóa đi hết thì có một số ứng dụng sẽ bị mất, ví dụ như ứng dụng Zalo xóa thì nó sẽ bị mất. Được chưa? Bởi vì ứng dụng Zalo cài trực tiếp vào đây. Được chưa? Còn đối với những cái ứng dụng khác ấy, thì nó chỉ cài những cái phần mềm cookie và dữ liệu của nó vào đây thôi. Nó tuôn tất cả những cái dữ liệu ngoài qua hoạt động của những cái ứng dụng nó tuôn vào đây hết. Được chưa? Đó, khi mà các bạn ví dụ như ảnh của Zalo, ảnh ngọt ấy, thì nó sẽ ở trong cái phần local và phần Zalo PC này. Thì đối với các bạn cài đặt Zalo trên PC ấy, thì nó sẽ lưu hết vào đây. Được chưa? Kể cả video cũng như là ảnh ngọt cũng như là picture để từng từng thư mục ảnh, các bạn sẽ thấy là tại sao Zalo cũng là sử dụng một thời gian đầy, nó lên dữ liệu của nó lên đến tận 5 GB, 6 GB toàn là dữ liệu liên quan đến Zalo, ảnh cũng như là cái tài liệu chứa ở trong trong mục này này. Mục này sẽ bị mất khi bạn xóa, hoặc là các bạn cài đặt Windows và reset lại Windows nó sẽ xóa cái mục này. Trước khi các bạn làm những cái thao tác đấy mà các bạn không có backup qua điện thoại là trên server ấy, thì các bạn có thể copy cái dữ liệu ở đây ra thì cũng là sẽ không bị mất dữ liệu ở trên Zalo các bạn nhé, khi mà bạn sẽ reset lại Windows như các thứ ấy. Hoặc là các bạn thấy là máy tính của chúng ta nặng quá thì các bạn có thể xóa trong thư mục không cần thiết này đi, ở nó trong dữ liệu phần Zalo các bạn cũng có thể xóa phần sticker này, những cái ứng dụng sticker này, những cái icon này đấy, các bạn có thể xóa đi để cho nó bớt nhẹ hơn. Thực ra để tối ưu và xóa hết thì nó nhiều cái nó để xóa lắm các bạn đấy, nhưng mà cơ bản là như vậy đấy, căn bản là chúng ta cần phải xóa những cái phần đây sticker này,
cái cơ này có thể xóa. Có nghĩa là khi mà các bạn gửi tin nhắn icon này, ví dụ gửi những cái hình ảnh ngã ha, hoặc là những mặt cười này, hoặc là những cái mặt biểu cảm cái thứ ấy, thì nó sẽ ở cái sticker ấy, gửi dạng nó sẽ lưu lại đấy. Không biết tại sao Zalo lưu vào, nhưng mà đây bạn, những cái sticker này nó không quan trọng đâu mà bạn có thể thôi xóa, nhưng mà ở trong cái phần drop, phần ảnh ngọt này này, hoặc là phần video này thì xóa đi nó sẽ bị mất các bạn nhé, trừ phí các bạn lưu ở trên cả hai thiết bị điện thoại và máy tính, được chưa? Đó đó, sau khi các bạn tối ưu xong thì bạn có thể quay lại và các bạn lại ẩn cái thư mục này đi đấy. Theo mặc định Windows là chúng ta nên ẩn cái thư mục Avatar này đi các bạn nhé, đấy. Khi mà vào đấy chúng ta không nhìn thấy nữa. Thì phần nhiều dữ liệu của chúng ta sẽ ở trong phần Avatar kia các bạn ạ, dùng một thời gian là đầy, là nó đầy ở cái phần Avatar đấy, được chưa? Các bạn xóa hết đi thì máy của chúng ta sẽ trắng tinh, kể cả cookie trình duyệt là các thứ ấy, Google Chrome là các thứ, nó sẽ mới lại, cũng giống như cài đặt lại ban đầu ấy, được chưa? Đó là mình chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video tiếp theo các bạn nhé. Bye bye các bạn, chúc các bạn thành công.